Lời mời của Chính phủ Liên bang Nga, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu đã tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 22 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5. Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, đồng thời giới thiệu về tiềm năng của Việt Nam đến các đại biểu. Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam luôn chủ động nỗ lực nhằm cải thiện cán cân thương mại, mở rộng thương mại quốc tế và hợp tác kinh tế. Đánh giá diễn đàn lần này là một sự kiện quan trọng giúp Việt Nam và nhiều quốc gia khác mở rộng quan hệ hợp tác. Ông Nguyễn Văn Bình đã bày tỏ những quan điểm của Việt Nam, cam kết sẽ ủng hộ tự do thương mại, hội nhập toàn cầu. Nhân dịp tham dự diễn đàn, ông Nguyễn Văn Bình cũng đã gặp cố vấn Tổng thống Nga Kubiakov, làm việc với lãnh đạo tập đoàn Gazprom, gặp Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde.